Thành ăn trực. Ui, thơm thế. Đây, anh, ăn đi anh. Thôi, gắp cho chị làm gì? Em ăn nhạt quen rồi. Ôi giời ơi, bát nào chị cũng ăn thử thế. Chị ăn một bát rồi, bát kia thì để cho vợ em ăn. Bát nặng thử thế làm sao mà ăn được. Có gì đâu mà không. Có gì đâu mà ngại, để chị xem một tí thôi. Em ơi, mang cơm lên đây em ơi. Đấy, chà chà, mua được cái rau dưa này nhịn ngon phết này. Tiếc, hôm nay anh mua rau dưa ở đâu mà nhìn ấy thế? Anh mua ở chợ này. Cái bao tiền đấy anh? Chỗ này có 10.000 thôi. 10.000 à? Ừ, đấy. Hai vợ chồng tha mà ăn nhá. Một tô to như thế này ăn bao giờ mới hết được. Tiếc, chắc là anh định cho em ăn rau từ bữa đấy mà. Ăn cho giảm cân em mà. Đây, cơm đây. Hôm nay em có làm ít chả cuộn đà lốt đấy. Anh ăn đây, đi. Đũa của em đây. Vâng. Ai bấm chuông lại đến rồi đây. Anh ra xem xem nào. Xem nào. Ô, cô Tuyết đấy à? Dạ vâng, tôi đây. Ôi giời ơi. Bán anh em xà mua láng giềng gần. Cho cô Tuyết xin một ít tương ớt với. Xin tương ớt á? Vâng. Ôi giời ơi. Ôi, thơm thế. Nhà mình đã ăn cơm chưa à? Ừ, nhà em đang ăn cơm. Ô, cô Tuyết ơi. Ấy, cô biết. Cô chú đang ăn cơm đấy à? Chị ghét đấy à? Ừ. Thôi rồi. Chị sang lại đúng bữa đấy. Để em vào em lấy tương ớt thôi nhá. Ờ, thế chú lấy hộ chị cái. Ôi dồi ôi. Nhà mình hết tương ớt rồi mà. Sao? Nhà em hết tương ớt rồi chị ạ. Hay thế là à? Chị sang nhà bác Hùng bên này xem. Ôi dồi, bác Hùng đấy đi vắng rồi. Thế hôm nay nhà món gì mà nhiều vitamin thịt thế này? Chị ơi, nhà em chỉ còn mỗi tương cà thôi, chị lấy tạm thì dùng chị ạ. Ôi dồi ôi, mỗi tương cà nấu cái món đấy nó không ngon. Thế thì bữa này trưa này biết nấu cái gì bây giờ. Giờ thì cũng hơi muộn rồi cơ chứ lại. Ôi dồi, em bảo chị, sau mà chị đi xin tương ớt ý, thì em nghĩ chị lấy cái vát nhỏ nhỏ thôi. Cái tô to này, cái lọ này mà đầy thế này cũng phải tầm... Đấy, chai. Cầm sang thì một là cho cả chai, hai là cho đầy cái hộp này. Trời ơi. Anh biết tính chị Tuyết rồi còn gì. Ừ. Chả kiểu cứ thoải mái lên. Dư giả còn hơn là thiếu thốn nha. Quá. Thế cô chú đang ăn cơm đấy à? Ôi trời ơi, món gì đây? Ủa, cô Hằng hôm nay là làm thịt cuốn lá lốt đấy à? Em làm chả lá lốt chị ạ. Thơm quá nhờ, để chị ăn thử miếng xem nhá. Ôi giời, ăn thử một miếng thôi. Bát này bát chồng em đấy chị ạ. À thế à? Ôi dồi ôi, ngại chú quá nhỉ. Thế chú vào lấy cái khác đi chú ạ. Thôi anh vào lấy cái khác đi. Vâng. À, chú lại đi lấy bát à? Thế là thành ra thừa bát thừa đũa rồi còn gì. Thôi thì chẳng qua hôm nay gặp bữa thì thôi. Vợ chồng em cũng cơm canh đạm bạc rồi, chị đã cầm đũa rồi thì mời chị ở lại ăn cơm với vợ chồng em luôn. Thôi nha, em có gì thì chị ăn luôn. Ngon nhở? Ngon đấy. Ăn được không? Vâng. À chị à, thử ăn món rau dưa đây. Món rau dưa này. Em nghĩ chị ăn được rau này thôi. Rau này này đấy. Ăn rau dưa này là nhà em vừa mua luôn. Đúng rồi. Chị choáng đầu quá cô chú ơi, ngửi cái mùi này tự dưng chị phải để nó xa xa ra mới được. Chị là cái tính thế này này, quen ngửi cái mùi thịt. Thế nên là mùi rau dưa không chịu được. Đấy. Ôi giời ơi. Chị lại ngửi độc mùi thịt thôi à? Ờ đấy. Em có khi chị Tuyết giống như là thánh ăn thịt đấy. Đến đúng bữa thế, hôm nào cũng thế, hôm nọ cũng thế rồi. Hôm sau đến bữa ăn, phải nói bé bé thôi mới được. Ê kìa chú Hùng, cô Hằng ăn đi. Sao mà cứ ngồi nhìn nhau cười thế, chị đây thoải mái lắm. Ờ không có gì phải ngại đâu. Chị được cái tính chị sồm sàm, cái gì cũng ăn được. Thế nên là chị không ngại đâu nha. Thế cô Hằng có ăn cái chả lá lốt này không? À, vâng em xin. Lại không ăn à? Trời, thế chị lại phải ăn rồi. Chú không ngoan không? Vâng, chị cứ để ôi giời ơi, vợ chồng nhà chú làm sao kén thịt thế? Thế vợ không ăn, chú lại không ăn. Thôi thì đành để tôi ăn cho vậy. Thảo nào làm cái đĩa bé tí thế này. Ôi giời ơi, cái bát của chị 3 miếng rồi, đầy nhiều hơn là cơm rồi đấy. Có gì đâu chú, tính tôi cứ thích để như thế này. Tôi ăn từ tốn đấy mà. Em đưa chị ăn thêm rau này, ăn thêm rau giảm cân đấy. Ăn rau, ăn thịt. Đây, anh. Ăn đi anh. Thôi, gắp cho chị làm gì. Hàng xóm ăn được chị không ngại, cứ để chị tự gắp nhá. Vâng, thế giờ chị cứ tự nhiên nhá. Chị ăn. Thôi được rồi, để chị tự gắp cũng được. Em ăn đi đây. Ấy, cô chú này sao vậy thế? Gắp cho chị đầy bát rồi đây này. Em gắp nhanh đi, gắp nhanh vào ăn luôn đi. Thôi ăn đi, cô chú ăn rau nhở. Ủa, cô chú nhà này cũng thích rau thật đấy.
chị lại không ăn rau, con này ngon lắm đấy. Thế à? To như này chị không ăn rau phí quá. Này, tí mà có dư giò với thịt thì thôi để chị cầm về, chứ cô chú chả ăn này phí ra nhờ. Ăn mà chị. Sao cô? Thế à? Rau ngon quá. À, đây rau ngon lắm, chị ăn rau đi. Thôi. Ăn rau này mới tốt cho sức khỏe chứ ăn thịt nhiều béo phì đấy. Thôi chú không ăn cái này để tôi nhá. Ừ, có xin mà không. Em ăn rau này. Đấy, để chị vào cái hộp này luôn này. Đấy. Ừ. Cô chú chả ăn thì thôi để chị lấy về. Ừ. Chị không ăn rau đúng không? Thế thôi để em vào em lấy cái bát xong rồi em cắt cái này đi. Cắt cái này à? Ừ. Chú Hùng ạ, cái này á không được lâu đâu, mấy cái đồ này nó chua nhanh lắm thật. Để vào hộp cái chua ngay chú ạ. Thôi để vợ em cho vào cái hộp không đồ, cho vào tủ lạnh cũng được. Đấy, cô chú này kén ăn thịt, đến rau ăn có gắp mấy miếng là đã no bữa rồi. Rồi đây, để chị cho vào đây. Chị cho vào đấy em gì? À, em hiểu rồi, chị bây giờ là chị cho rau đấy, cho em mượn hộp luôn phải không? Không chú ạ, chú sao lại bảo thế? À, chồng chị á, kể ra nhé, khoái mấy cái món này này. Cái món khác đâu chả thích đâu mà mấy cái đồ muối này thích lắm. Mà lúc ôi ôi, nay ngồi ăn cơm với cô chú chị quên bén đi mất là chồng chị đang đợi cơm ở nhà thôi, để chị cầm cái này về sò pha cho vào mì. Cái này em mới ăn được mấy miếng mà chị? À thế à? Ôi trời ơi thế đây. Đấy, chú ăn nốt bát cơm đi xong rồi ăn nốt miếng dưa là được rồi. Ui trời. Thế thôi chị về nhá, chị cảm ơn cô chú nhá. Vâng, thế chị xin lỗi cái đấy về nhá. À đây, để chị cầm cái đĩa tí nữa chị về á. Chị rửa chị mang qua cho. Chứ ai lại để cái đĩa lấm lem thế này qua trả cô chú nhỉ? À chú mở hộp chị cái cửa với. Thế chị về thật đấy à? Thôi chị về nhá, Hằng ơi chị về nhá. Chị em ơi, nhá. Em chị Tuyết ơi. Chị về đây. Em ơi em. Em ơi, không cần phải lấy tô đâu. Ủa, thế chị Tuyết về rồi à? Ừ, về rồi. Giời ơi, người đâu? Thôi. Ủa? Thế rau đâu? Ôi giời ơi, chị đấy bảo là hai vợ chồng mình ăn rau không ăn nữa thì chị đổ vào cái đấy lấy luôn. Lấy luôn cả cái đĩa mình về rồi. Chán anh cờ, có ở ngoài này thôi mà không biết giữ. Có mỗi một bát rau thôi cũng lấy luôn rồi. Bây giờ giữ làm sao được, người ta xin đến cùng như thế rồi làm sao mà giữ được. Mà thật em không hiểu, người đâu vô duyên vô cớ á. Tự dưng sang gặp bữa ăn mời lịch sự thôi cũng ngồi ăn như đúng rồi thật. Lần trước đã thế rồi bây giờ còn ui giời ơi, đĩa không bát không hết. Hôm sau á bữa ăn á anh nói bé bé thôi nhá. Biết rồi, sau á phải bịt kín cái này vào, biết đâu cái hơi bay qua ngoài cô Tuyết nhìn thấy đấy, nghe ngửi thấy luôn đấy. Thế bây giờ em ăn cái gì? Đây có còn hai miếng này để cho em ăn. Thôi ăn tạm đi, tối mình ăn sau. Tối ăn cơm thì khóa cửa vào cho kín đi nhá. Rồi ăn em. A few moments later. Em ơi. Đấy. Nói bé thôi. Thì đến rồi. Hôm nay ăn mì tôm thôi. Nhưng mà đặc biệt là anh phải nói bé thôi, chứ không là tí nữa cô Tuyết lại sang bây giờ đấy. Em biết rồi. Thế để anh khóa cửa luôn. Cửa em khóa rồi. Khóa rồi. Ok. Thế ăn đi. Đó. Hôm nay á em không nấu cơm nhưng mà được cái là ăn mì tôm lại có thịt nha. Ừ, cũng ngon. Ăn nhanh đi không thì cô Tuyết lại sang luôn đấy. Ok, ăn đi. Anh ăn vài viên. Ok. Thế là xong. Cô Tuyết lại sang đấy. Em xem cho em. Phải không? Chính xác luôn. Ui. Thôi kệ đi, kệ, coi như là mình đi khỏi rồi, đi bận rồi, bây giờ mình ngồi đây ăn đi. Im lặng đi. Sao mà không ra mở nhỉ? À, khóa cửa rồi à? Ui, thơm thế. Hôm nay là món gì đây? À, có tiếng gì rầm, chắc chắn là ở bên trong. Nhưng mà cố tình khóa cửa đây mà. Món ngon thế này mà mình bỏ lỡ thì tiếc biết mấy. Không mở chứ gì. Chị có cách nha. Ấy. May quá. Mình chuẩn bị trước đây rồi. Để xem cô chú này. Ngon thế này mà. Đây sẽ Lily cô chú nha. Ơ. Sao cô Tuyết vào được đấy? Ui giời, cô chú đang ăn trưa đấy ạ. Em đóng cửa rồi mà nhở? Đúng rồi đấy, khóa cửa rồi. À,
Nhưng mà chị biết là cô chú đang bận ăn trưa, không kiền mở, thế là chị tự tìm cách mở luôn đấy. Vâng ạ. Chị cầm cái tiết sang trả đây này. Chú lại đi đâu vội? Ủa, cái món này là món cất gì? Cất đi chị ơi. Cất đi, chưa ăn à? Chưa. Đây, cái này bắt của em. Chắc là tiếc quá, hôm nay á, mỗi người một bát mất rồi chị ạ. Vợ chồng em lại ăn miếng rồi. Ăn miếng rồi hả? Chị không ăn được đâu nhỉ? Đưa chị cái này miếng xem nào. Đã bảo là chồng em ăn rồi. Em ăn rồi. Wow. Thịt viên 3 phút ăn liền theo các bồi ạ. Ngài chị thích ăn cái này lắm. Ôi chị thích ăn rồi thôi nhá. Thôi còn chỗ này để chúng cất vào. Này để chúng cất vào. Sao cái nước sốt này cô chú không biết trộn vào mì này. Đây để cho vào như này. Ăn nó ngon này. Đấy. Ui. Trộn lên. Chị ăn gì mà chuyên nghiệp thế. Quen mà. Đây bên cô này như thế này cũng nhạt này đấy. Bên này em ăn em. Không. Hơi nhạt em ạ. Để thử lại em nó có mặn không nào. Em ăn nhạt quen rồi. Ôi dồi ôi. Bát nào chị cũng ăn thử thế. Chị ăn một bát rồi, bát kia thì để cho vợ em ăn. Ê, bát nặng thử thế làm sao mà ăn được. Ôi dồi, hàng xóm đang chở với nhau, ăn uống với nhau bình thường có gì đâu. Này cô ăn đi. Thôi em không thích ăn mì nữa. Chú ăn không? Thôi em không thích ăn nữa. Mời chị mang đĩa không sang, không mang gì sang nữa. Hả? Mang chị sang đây là còn gì nữa à? Ôi trời ơi, một tô mì to nhá. Bao nhiêu thịt viên nhá. Cho luôn vào đây chứ chị thấy ở đây nó vẫn hơi nhão đấy. Đây này, đấy. Cho vào như này, mình ăn nó ngon này em này. Này nếu như này ăn ngon này. Ôi trời. Ngon đấy. Này. Mà sao mà chị lúc nào chị cũng sang đúng cái giờ nhà em đang ăn đấy nhờ. Ăn nói bé thế rồi mà chị vẫn chắc chắn là hay là chị đặt camera ở trong nhà em đây. Làm gì có. Chị này này, là tính là sáng thì sợ cô chú đưa con nó đi học, chiều thì sợ cô chú bận đi chợ búa, có mỗi giờ ăn trưa cô chú ở nhà, thế nên là chị canh giờ chị sang cho đúng đấy. Trời ơi. Quá ra là chị canh. Hôm trước chị ăn 2 bát cơm to, hôm nay thì ăn đã 2 bát mì đầy ú, toàn mì toàn thịt như thế này. Ôi trời ơi anh ơi. Sao ơi cô Hằng. Không có gì. Thôi chị ăn đi chị ạ. Kiểu nghẹn đấy chị ạ. Em vào nhà đây. Này bắt cho chị cốc nước cam với. Thôi em cũng vào nhà đây chị ạ. Ôi thế à. Vào nhà hết à. Chắc nhỉ. Vào thì mình ăn thôi. Cô chú này công nhận sông xanh thật đấy. Ăn bao nhiêu thì ăn. Nhà tủ lạnh to đấy kia. Chả biết có gì trong đấy không nhỉ. Em không biết đâu. Làm sao? Đã bảo là đừng có mở cửa rồi, bây giờ vẫn vào được. Ôi thì bây anh giờ bát mì tôm cũng không được ăn như kìa. Anh có mở đâu, tự xưng lại biết mở cửa nhà mình đi chứ. Trời ơi, cứ đến bữa ăn là đến luôn đi. Đây thì mang cả đĩa, mang cả xô sàng nữa. Hay là mình chuyển nhà đi. Chuyển nhà mình cũng vừa mới chuyển rồi. Bây giờ mình chuyển đến là 3-4 lần rồi đấy em ạ. Ở với cô Tuyết như thế này chắc là mai mốt chẳng còn gì để mà ăn luôn. Cô Tuyết cô ghi là thánh ăn trực của ấy, khi nào cứ đến bữa lại mang cái bát sang, mang cái tô sang, ăn hết cái này lại ăn đến cái kia. Làm nào anh nghĩ cách đi. Em cứ yên tâm, vụ này để anh giải quyết cho hết. Nhớ đấy nhá. Rồi đi ra ngoài nào. Cô Tuyết ơi. Ủa? Đâu rồi? Về rồi chứ đi đâu nữa. Ôi chà, về thật rồi em ạ. Ui. Đông nhở, ăn xong á, 2 bát mì tôm, bát không rửa. Ăn hết sạch luôn. Bây giờ để đây ai rửa? Nước còn không còn. Cái đĩa thịt ở đây đâu rồi? Ui trời ơi, cũng mang về nốt luôn. Ôi chà, chả được một cái đĩa bé mang cái đĩa thịt về luôn. Hay chà, không để phần cho ai một cái nào cả. Đấy, anh làm nào làm, nhanh lên. Tối về á cô lại sang tiếp đấy. Thôi được rồi, để anh làm cho. Thôi hôm nay để anh rửa bát cho nhá. Theo con mình. Đưa được miếng nào. 12 giờ rồi, đến giờ trưa kiểu gì cũng sang. Em chào chị Tuyết. Cô làm gì mà luống qua luống cuống thế. Ôi, cái gì kia? Không có gì đâu chị. Ôi. Cô chú nhà này công nhận có vẻ chu đáo ghê. Thấy chị thích ăn mấy cái thịt heo cao bồi nên đây là mua cái hộp to ạ. Không, đây đâu phải là hộp thịt đâu chị. Hộp của nó bé tí thôi. Trời ơi,
cô đừng có mà đùa tôi. Đây đây đây, hai cái hộp này nó giống hệt nhau làm gì mà không phải. Đây á, chắc là để con nhà em nó tự nó làm xong rồi á, em ngại chị nên là em giấu đi thôi. Có gì đâu mà không. Có gì đâu mà ngại, để chị xem một tí thôi. Cái hộp này kể ra nó bé, hôm trước phải ăn cái này không? Vâng đấy, chả cái loại viên nhỉ. Ôi giời ơi, chị xem cái hộp to này nào. Ui, cái này á, cục thì to chắc bằng cái bát đấy nhỉ. Không không chị ơi. Chắc là chẳng có gì trong đấy đâu. Ăn cái này phải ăn cả tháng ấy cô ạ. Ngon quá này. Này, nhiều thế này mà cô chú chả thích ăn thịt. Mở cái này ra có khi nó hả hơi nó hỏng chưa ăn hết đấy nhỉ. Em đã bảo là không phải thịt ở trong đấy mà. Chỉ ăn cái loại này thôi đúng không? Thế thôi, nếu mà chị thích thịt thì đây, em tặng chị cái này. Xong rồi cái này nữa em. Chị thích cái này này. Chị thấy cái hộp to này, cái hộp bé này chị lấy làm gì đâu. Thế chị không ăn cái hộp bé à? Không, chị dạo này tăng cân em ạ. Cứ đói mồm đói miệng, thế nên là ăn cái gì phải ăn cái to, cái nhiều như thế này này. Thế cô nói với chú cho chị xin cái này được không? Thế nếu mà chị thích thì chị lấy. Nhưng mà em nói thật là trong này không có gì đâu. Cô này cho chị rồi thì không cần phải nói gì cả. Về chị thử biết mở ra chị ăn. Thế thôi chị về luôn đây. Đang định sang nhà cô chú ngồi chơi chơi lúc, nhưng mà giờ chị bận rồi. Bận luôn hả chị? Ừ thế chị xin nhá. Thế về không có gì thì đừng có gọi em nhá. Thôi được rồi. Chị xin nha. Thế chị lại nhà. Thôi, chị về luôn đây. Lạ gì nữa, kiểu gì chả cắn câu. Số mình đúng là số hưởng rồi. Úi xời, hôm nay có hẳn cái hộp to thế này. Mình ăn đã thịt luôn. Để xem nào, định không cho mình. Không cho làm sao được. Chị đấy, sao lại là cái thùng mì tôm ta? Chắc là ta sản xuất to, người ta cho vào cái đây mà. Chết, một gói mì tôm. Ở đây chỉ có mì tôm, không có thịt. Ha ha. Ha. Đúng là cô chú này biết mình thường xuyên ăn trực nên là chơi khăm mình đây bà. Còn cố ý viết như thế này để vào đây cho mình thất vọng đây. Đúng là ở đời không ăn không được của ai cái gì bao giờ. Mình ăn trực quá, thành ra người ta cũng ghét mình. Chán thế chứ lại. Đã không được ăn cái gì rồi, lại còn phải thu dọn một đống rác nữa.